shopmoviet.vn bán ít nhân quân rẻ nhất Việt Nam, giảm giá cực sốc lên đến 50%, random cực kỳ hấp dẫn, đảm bảo mọi tài khoản trên shop là trắng thông tin, hoàn toàn có thể đổi mật khẩu được. Có thể nói phù hiệu ma tính là phù hiệu rất đen đủi trong game mobile khi bị giảm sức mạnh liên tiếp, và sắp tới sẽ giảm sức mạnh, giảm khả năng miễn thương trong phiên bản triều đại trợ thủ. Chính vậy những vị tướng dùng ma tính sẽ bị giảm gián tiếp sức mạnh như Triệu Vân hay Nakroth. Đây điều vô cùng tồi tệ và hơi buồn chút xíu đối với anh em yêu thích Triệu Vân, tướng thủ Triệu Vân giống như Mua Việt nha. Bởi vì vị tướng này ngày xưa là có miễn thương bởi chục cuối, sau đó bị xóa đi. Bây giờ thì giảm miễn thương từ cái phù hiệu thì anh em sẽ bớt cái độ trâu đi, và chúng ta sẽ bớt ảo tưởng đi, đánh cẩn thận chút xíu nha. Đánh theo phong cách ú bà, leo lên từ bụi cỏ chút ra, bộc phát, ăn mạng. Đấy mới là phong cách chuẩn của Triệu Vân thời điểm hiện tại. Nguy hiểm lợi hại hơn. Nhưng mà khi mà chúng ta lên cái trang bị đi rừng là Rìu Leviathan và thêm đầu game thì các bạn lại không có đam như vậy. Nên là chúng ta cố gắng farm nha. Thường thì muốn có đam sớm hơn thì các bạn nên đổ kiểu này này. Những cái điều của Don, những cái giày, có thể lên cái giày kinh cường luôn hoặc là giày vải bình thường cũng được, 250 vàng thôi. Sau đó anh em lên thẳng cái phượng kiếm nha, để có đam nhiều hơn và các bạn sẽ hoàn thành món đồ Rìu Leviathan. Sau khi hoàn thành được phước kiếm thì sẽ tối ưu cái lượng sát thương mà vẫn cứ đủ độ châu bò cho Triệu Vân của chúng ta. Ngày hôm nay Mô Việt tiếp tục làm video clip tặng fan nha. Lần này là một người bạn gái có tên là Trần Thị Ngọc My 24 đã theo dõi kênh của anh MOBA DZ 2 năm nhưng vẫn chưa được lên tờ vờ lần nào. Mong ước được lên kênh của anh một lần. Ba, ok, lên luôn. Oh, nhưng mà mình không có đam để giết Rosy, hơi tiếc chút xíu này. Vấn đề đây, chém quay tay. Ây ây à, wow, đẩy hay. Wow, nào của nó chạy rất nhanh, chiêu cuối đập Nagroth chứ không phải đập quyền vương, thì có mạng Nagroth thì thơm rồi. Có được cái bùa xanh trên chân của Nagroth là quá tuyệt vời anh em ơi. Triệu Vân cũng rất là cần bùa xanh nha. Thường ở trên rank cao ấy, khi mà các bạn chơi Triệu Vân và tướng địch có những vị tướng đi rừng khỏe hơn đầu game ấy, sẽ ép anh em cực kỳ gắt ơi. Wow, ô cái này mình thích này. Cái này nó lại hơi sai một chút xíu. Trong mô tả là chiêu cuối của Malok không hề bị phá bởi các cái chiêu khống chế, nhưng mà vừa rồi bị phá chiêu nha bởi phát bổ của Triệu Vân, cũng như mình bị phá chiêu bởi phát kéo của Rosy. Đó là cái điều nó sai trong cái video clip này. Hy vọng là chị gà đán sửa nha, không bị khống chế bởi không bị phá chiêu, thế mà bị phá vẫn bình thường. Cái phong cách chơi ú hòa thì anh em phải có ngọc sát thương cho Triệu Vân. Dù lên đồ cái kiếm chư hồn hay để lia than đều nhớ phải là như vậy. Ngọc như vậy thì mới khỏe được. Và ngọc đỏ anh em cũng phải lên ép đến 5 viên, tỷ lệ chí mạng 1,6%, chứ đừng ham quá cầu lý xuyên giáp ở ngọc đỏ 10 viên nha. 5 viên tỷ lệ chí mạng, thậm chí anh em có thể chơi hẳn 10 viên tỷ lệ chí mạng cũng rất là ok từ ngọc đỏ. Ngọc tím anh em cố gắng 10% tốc chạy. Đó thì anh em sẽ đến nhanh hơn, ú hòa nhanh hơn và khỏe hơn. Có kinh nghiệm chơi Triệu Vân, một trong những người chơi Triệu Vân lâu đời nhất, bậc nhất game mobile, từ cái thời điểm game vừa ra mắt đến cái những cái server test Trung Quốc, Đài Loan, rồi nói chung là chinh chiến qua rất nhiều trận chiến, thì mình thấy Triệu Vân bây giờ không còn được như xưa. Không còn được cái thời điểm mà ngày xưa anh em ơi miễn thương từ chiều cuối, sau khi tiêu diệt tướng địch hồi rất nhiều máu, cái thời đỉnh cao một mình cân 5 mega kill, bây giờ không còn nữa nha. Bớt ảo tưởng sức mạnh đi, và chúng ta chơi trong một cách cú hòa. Nếu mà nên rìu thì lúc đầu thì chịu khó lắm farm chút xíu, và có chút đồ đã thì chúng ta mới sốc đam chết tướng địch cú hòa mới hiệu quả được. Đó, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, đánh kiếm chi hồn thì các bạn lại khỏe sớm, mà lết thì không khỏe bằng cách rìu nha.
review lấy game cực kỳ trâu. Sắp tới là ma tính giảm sức mạnh rồi, không biết anh em có sự lựa chọn gì cho Triệu Vân? Chắc có lẽ là vẫn dùng cái ma tính thôi. Chứ chẳng lẽ chúng ta lại dùng chuyển sinh. À, chuyển sinh thì sắp tới giảm sức mạnh phế rồi, sau phút 12 chỉ còn 300 vàng. Và chạy đi đâu? Wow, bây giờ đã có ma anh em ơi. Double kill và có lên cái rìu này. Bây giờ thì trâu cực kỳ, gặp ai đập người đó. Gặp ai đập người đó. Bây giờ Nagrod tuổi gì sánh vai khi anh em lên hai đồ này thôi. Nagrod không có cửa solo với anh em. Đó, chứ bạn ấy chỉ chạy thôi. Và được cái là được cái đưa ra đi vào nhanh. Chạy nhanh. Chứ gặp mình là đập cho sấp bài luôn. Sau khi lên đi Leviathan, món đồ công tiếp theo là anh em lên thẳng cái lanh nha. Rất nhiều sát thương luôn. Lanh xong thì anh em sẽ lên một đồ kháng phép. Hoặc là anh em có thể lên cái món đồ Ryu Hyoga để tăng khả năng khống chế cho Triệu Vân, cũng rất là ok. Nói chung là đồ là cũng tùy phong cách chơi anh em, những cái đồ cuối thôi, cái đồ đầu chúng ta lên chuẩn bài là ok rồi. Không thể sử dụng phù hiệu thánh thuẫn cho Triệu Vân nha, cũng không thể sử dụng thần quang. Chỉ có thể là anh em chơi thử Triệu Vân phong cách đấu khí thôi. Nhưng mình thấy đấu khí thì anh em chỉ chơi tanker cơ thì mình thuộc về đấu khí hơn. Và đấu khí thực sự là cũng không hợp với Triệu Vân, vẫn là mặt tính. Chính vậy mới nói là gián tiếp giảm sức mạnh trong phiên bản triều đại trợ thủ cho con tướng tủ Triệu Vân. Buồn cực kỳ dễ sợ luôn. À Kiki chạy đi đâu? Ôi trâu, trâu quá anh em ơi. Đây đây này, bạn bay được này. Chứ lần trước là bạn khỏi bay nha. Đẩy trụ đi bạn ơi, để mình đi canh cho. Stream còn xíu máu này, nhưng mà chắc stream về rồi. Phiên bản mới mình đánh giá rất là cao cái phù hiệu tinh linh. Và thực sự là phù hiệu đáng mong chờ cho phiên bản mới, cùng với cái du hiệp và phù hiệu hồi máu siêu cấp. Sắp tới có lẽ là Triệu Vân anh em cũng không cần dùng quả cờ băng xương đâu, anh em chuyển sang phù hiệu hồi máu siêu cấp nha. Nói chung là tướng nào cũng phải hồi máu siêu cấp trong phiên bản mới. Ừ, mình cái hiểm là bị xóa rồi. Hay quá, trận này thì team mình có những người cover cực kỳ tốt này. Không những là có Thên rồi, lại còn có cả Gindu nữa chứ. Nói chung là đánh easy cực kỳ đấy, là một đường này. Chạy đi đâu lại? Này thì trâu bò với mình này. Ôi thôi, không cứu được rồi. Cái đấy chắc là bỏ thôi, chứ làm sao mà cứu được khi không có chiêu. Mà mình có chiêu mình không dám đánh đâu. Không thể ảo tưởng sức mạnh được anh em ơi. Ô, thanh niên cậy đầy máu, cướp tay trên kìa. Ăn một bổ, ăn một gậy. Hay... Yeah, ây yeah. Ồ nhầm con chim rồi. Thanh niên mê chim. Thế là không cứu được đồng đội. Là có hay luôn, múa. Ôi, thôi bạn ơi, anh ơi, đừng ném nào. Rồi, mình né được, ấy. Ôi, cái gì vậy? Rồi, chém đi bạn ơi. Tính cả rồi, chạy đi đâu. Thực sự là không thể hiểu nổi, rõ ràng là cái chiêu cuối của Malok nó trong bụi cỏ. Sau đó tự nhiên nó xuất hiện ở trước mặt mình cơ. Tí thì bị dẫm vỡ đầu. Nhưng vừa rồi là cái pha hơi bị nguy hiểm nha. Tí thì bị quay tay sấp mặt bởi cái cửa kiếm của Malok. Chỉ cần một xíu nữa thôi, chạm vào cái mũi kiếm là gãy anh em ơi, rất may. Chưa gãy. Vẫn chơi tốt. Hai đường rồi này. Malok già chết với mình đấy. Malok ơi. Wow, khỏe thế nhở, trâu cực kỳ. Nhưng mình team mình có hai người cover. Wow. Cover như thế này thì team bạn khỏi chơi luôn, khỏi quay luôn. Ở trên mức rank cao thủ thì mọi người muốn giành chiến thắng thì phải cover hỗ trợ nhau, phối hợp ăn ý thì mới khả năng ép team bạn. Nếu mà phối hợp ăn ý ép team bạn cực kỳ dễ chơi luôn.
không phối hợp thì nó chửi nhau hay là gì đó thì các bạn sẽ ăn hành nha. Ok, và video clip Mô Việt thông báo là Tướng Tủ sắp bị giảm sức mạnh hơi buồn, nhưng mà cũng không sao, thì anh em cần luyện tập nhiều hơn để tủ hơn bị Tướng Tủ đánh nha. Hãy subscribe YouTube Liên Quân để được xem những nội dung chính thống.